U Minh Thượng là một huyện của tỉnh Kiên Giang, cái nôi nuôi dưỡng, chở che cách mạng trong suốt hai thời kỳ kháng chiến. Là nơi bảo tồn hệ sinh thái rừng ngập nước, một khối tài sản vô giá của quốc gia và là khu Ramsar thế giới. Nơi ấy có những con người luôn gắn bó với rừng, quyết tâm cùng rừng sinh tồn và phát triển. Và nơi ấy, rừng U Minh Thượng đã lưu dấu những mùa xuân đi qua thầm lặng. Rừng U Minh Thượng có tổng diện tích trên 21.000 hecta, hơn 13.000 hecta dùng đệm là nơi cư trú và mưu sinh của một bộ phận cư dân trên địa bàn hai xã Minh Thuận và An Minh Bắc. Vùng lõi rừng U Minh Thượng là rừng quốc gia, có diện tích trên 8.000 hecta. Hệ sinh thái, sinh cảnh rừng đa dạng, tạo thành mái nhà chung rộng lớn cho hàng trăm loài động thực vật. Đặc biệt, lớp than bùn khổng lồ hơn 3.000 năm tuổi được hình thành từ xác bã thực vật, có tác dụng như một hệ thống lọc nước và giữ nước ngầm cho cả vùng U Minh Thượng. Nói về sự trù phú của rừng quốc gia U Minh Thượng, người dân địa phương có câu rằng: rừng tràm với chọi xen nhau, lương rùa rắn cá ít đâu sánh bằng, kèo ong mật tầng tầng lớp lớp, và sân chim bay mát trời chiều. Có giá trị lớn đối với môi trường thiên nhiên và trong nghiên cứu khoa học, năm 2016, rừng quốc gia U Minh Thượng được công nhận là khu Ramsar thế giới. Rừng quốc gia U Minh Thượng còn mang một giá trị về lịch sử đấu tranh hào hùng của dân tộc. Đây là nơi về nguồn ý nghĩa của các thế hệ trẻ hôm nay. Rừng tràm này khi xưa là căn cứ của Liên Tỉnh ủy Hậu Giang, Tỉnh ủy Rạch Giá trong suốt hai thời kỳ kháng chiến. Thiên nhiên hào sảng nhưng đồng thời cũng là nơi rừng thiêng nước độc. Vậy mà ngày ấy có biết bao người con của nước Việt anh hùng đã nương tựa nơi đây đến hàng chục năm trời, chiến đấu với gió sương, bom đạn, quên cả tuổi thanh xuân vì sự nghiệp cách mạng của nước nhà. Trước đây thì các cái cô chú hoạt động ở trong cái rừng U Minh này thì gặp cũng rất là nhiều khó khăn. Ví dụ như những cái tuyến đường đi thì các cô chú bắt bằng những cái cây tràm rất là đơn giản, hoặc là phải lội dưới nước rừng đó. Và bên cạnh đó thì cái việc sống thì phải sống dựa vào hoàn toàn là cái rừng tràm. Thì chỉ cần là lấy những cái cây tràm gác qua gác lại sơ sài để ở và sinh hoạt ở trên đó. Rồi còn ăn uống của các cô chú thì chủ yếu là dựa vào hoàn toàn vào rừng, như cá thì có thể là bắt được từ ở dưới lòng rừng lên, hoặc là những cái rau để ăn hàng ngày cũng chính là rau rừng. Còn các cô chú khi đó mà bệnh hoạn thì cũng phải dựa nhiều vào các cái thực phẩm tự nhiên, như là có thể là dùng cái cây, cái đọt chuối để cầm máu, hoặc là cây cỏ mực để mà giải nhiệt cho cơ thể, chứ không có thuốc tây như bây giờ để sử dụng đâu. Do cái rừng này là cái rừng ở trên than bùn á, cho nên là trước đây các cô chú sử dụng cái nguồn nước thì vào mùa mưa thì rất là thoải mái, có nước mênh mông, nhưng mà vào mùa khô thì các cô chú phải đào xuống cái lớp than bùn đó, và cũng chính nhờ cái lớp than bùn nó lọc nước và sử dụng cái nước đó, cho nên là có từng hố nước vậy. Thì hoạt động kháng chiến Hồ Hoa Mai, một nét xuân còn mãi của rừng U Minh Thượng, chắc rằng
Không chỉ riêng chúng tôi mà với bất kỳ ai khi mới nghe qua sẽ ngỡ đây là nơi ngự trị của loài hoa mai. Nhưng không, nơi đây không có hoa mai và cũng từng trải qua thời gian dài chẳng có mùa xuân, thâm u trong bom đạn. Vào năm 1972 á, thì khi đó thì là với cái chiến dịch là nhổ cỏ U Minh thì bọn Mỹ đã cho bỏ rất là nhiều bom mìn xuống cái khu vực U Minh Thượng này, và đặc biệt đó là trong đó có quả bom là 7 tấn được xác định là bỏ ngay giữa trung tâm hồ Hoa Mai, vì khi đó bọn Mỹ xác định là cái khu căn cứ của ta chắc là ở giữa trung tâm rừng U Minh Thượng. Và cái quả bom này thì sau khi mà nổ lên á, thì hình dạng của cái hố bom nó gần giống như là cái bông mai. Các cái cô chú cách mạng của mình đã chọn đặt tên cho cái hố bom đó là cái hồ Hoa Mai. Cho đến ngày hôm nay thì hồ Hoa Mai cũng được tôn tạo lên thêm để cho nó tròn vành rõ nét ra như là bây giờ các bạn đang được tham quan. Nay khu căn cứ tỉnh ủy và hồ Hoa Mai được phục dựng tôn tạo để du khách đến tham quan, vui chơi, tìm hiểu về truyền thống và lịch sử đấu tranh của dân tộc. Năm 2002, được công nhận là vườn quốc gia chưa bao lâu thì rừng tràm bóng quằn mình thét gào trong lửa đỏ. Chính phủ đã phát lệnh cho hơn 1.000 bộ đội cùng với lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy của 16 tỉnh thành dốc toàn lực ròng rã cả tháng trời chiến đấu với lửa để cứu rừng. Và rồi, những mảng rừng chết cũng được tái sinh. Sau hơn 10 năm phục hồi tái tạo, hệ sinh thái rừng gần như phủ kín diện tích bị cháy, nhiều loài động vật trở về rừng cư trú. Ở đây mình gồm có bao nhiêu cá thể động thực vật á? Dạ, về thực vật thì mình có là 254 loài thực vật. Những loài quý hiếm thì có như là nóc bình nè, biết gì nam. Còn về động vật thì như là thú thì mình có 32 loài thú. Dạ. Còn chim thì có 188 loài chim, 60 loài cá. Còn đối với động vật thì quý hiếm thì có cái cá nè, tê tê, chim cổ gắn. Sau trận hỏa hoạn lịch sử ấy, nhà nước đã đầu tư hệ thống trạm bơm, kinh bao giữ nước, điều tiết nước theo mùa để đảm bảo cho rừng tái sinh và phát triển. Thành lập trạm cứu hộ động vật hoang dã nhằm bảo tồn và tăng số lượng các loài động vật cho vườn quốc gia U Minh Thượng. Đồng thời, bê tông hóa con đường chính dẫn sâu vào vùng lõi nhằm để tiện việc tuần tra, đồng thời phục vụ cho du lịch. Những năm gần đây, vườn quốc gia U Minh Thượng đón trên 50.000 lượt khách với doanh thu hơn 3 tỷ đồng mỗi năm. Mảng xanh ở của tỉnh Kiên Giang, nó vừa là nơi góp phần không nhỏ trong việc bảo vệ sự sinh tồn và phát triển của rừng là lực lượng kiểm lâm. Các anh đã gắn bó với rừng xuyên suốt nhiều năm tháng. Nay rừng không hiểm nguy như ngày trước, nhưng để sống được những tháng ngày dài ở giữa rừng thì quả là điều không đơn giản.
các anh phải trải qua quá trình rèn luyện để thích nghi với môi trường rừng, am hiểu về rừng và tích lũy kinh nghiệm trong công tác kiểm lâm. Trong cái ngành kiểm lâm của mình thì có đến bây giờ thì nói chung thì cái môi trường càng ngày nó càng ô nhiễm. Mà nếu mà cánh rừng chúng ta mà mất đi thì nó mất cái nguồn oxy, mất cái không khí, thì theo tôi nghĩ thì bản thân tôi cũng chết, và tất cả anh em cũng đều không còn tồn tại. Thử ra nếu mà chúng ta bỏ cái ngành này mà ta chọn cái ngành khác thì ai vào đây để làm ở đây? Thì tôi nghĩ thì nếu mà không ai vào làm thì cái rừng nó sẽ không phát triển, thì theo chúng tôi thì cần phải có một người nào đó để đứng ra để làm cái vấn đề đó, thì chúng tôi tự nguyện để làm nữa. Rừng nhiều hơn là ở nhà đó, từ xa gia đình rồi sống trong cái khí hậu của rừng xuân, sương đêm buông lạnh, cùng các anh chia sẻ chuyện nghề và những khó khăn buồn vui trong cuộc sống, hơn hết là tình yêu của các anh đối với rừng. Con người đã dành trọn tuổi thanh xuân vì sự tồn sinh của rừng U Minh Thượng. Tôi nghe mà trân quý, mà cảm phục. Rừng là mảng xanh, là niềm tự hào của người dân U Minh Thượng, là nơi nghiên cứu và học tập của các thế hệ sinh viên, nơi bảo tồn nguồn gen quý hiếm của hệ sinh thái rừng ngập nước. Vườn quốc gia U Minh Thượng dẫu chưa thể phục nguyên dáng hình xanh tươi mơn mởn như xưa, nhưng sức sống của đất, của cây tràm và muôn thú, của những người chung sống với rừng cho thấy một hình ảnh hồi sinh mạnh mẽ. Time.